Có phải bạn đang muốn tập cho phần bắp chân giảm bớt mỡ đi đúng không? Cùng mình dành ra 5 phút để thực hiện 5 động tác cực kỳ đơn giản mà lại hiệu quả sau đây nhé. Mỗi động tác chúng ta sẽ tập trong vòng 50 giây và có 10 giây để nghỉ. Động tác số 1, bạn đứng hai chân rộng bằng vai, kiễng thật cao hai chân lên rồi hạ gót chân xuống không chạm sàn. Hãy gồng bụng và giữ thăng bằng thật tốt nha. Bạn đừng quên là luôn giữ cho gót chân ở trên cao, không hạ xuống chạm sàn nhé. Như vậy thì bạn sẽ cảm nhận được tác động vào phần bắp chân rõ ràng hơn, động tác cũng sẽ thêm phần hiệu quả. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air getting thinner. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment. Động tác số 2, vẫn đứng hai chân rộng bằng vai, kiễng hai chân lên cao, đẩy mông ngồi lùi về sau vào tư thế squat. Rồi đứng lên thì siết chặt mông lại. Trong quá trình squat lên xuống thì bạn luôn phải giữ chân kiễng ở trên cao chứ không hạ xuống nhé. Động tác này đòi hỏi bạn phải giữ thăng bằng khá là tốt. Nên nếu như bạn cảm thấy khó quá thì có thể chạm một tay nhẹ vào tường hoặc là một điểm tựa bất kỳ nào đó nhé. Thực hiện squat xuống thì luôn hướng đầu gối mở ra phía ngoài, tuyệt đối không trụm chân lại vào trong. Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. So let us dance this night away. Chuẩn bị chuyển sang động tác số 3, đứng mở rộng hai chân, mũi chân hướng sang ngang, trùng gối, hạ thấp thân người xuống vào tư thế plie, kiễng từng chân lên và hạ từng chân xuống. Bạn hãy hóp phần mông siết chặt nó lại, giữ thẳng hàng với lưng, chứ không được đẩy mông ra phía sau nhé. Nhún xuống càng sâu càng tốt, luôn giữ thân người thấp ở phía dưới chứ không đứng thẳng lên, kiễng chân thật cao lên và hạ xuống. Động tác này giúp bạn tác động được cả vào phần đùi và phần bắp chân. Take me higher, leave it all over again, leave it all over again, leave it all over again. We gon' break up, then we make up, act like we're gonna be friends. There's a fire. Nghỉ 10 giây trước khi đến với động tác số 4, đứng hai chân rộng bằng vai, trùng gối, đẩy mông về sau, hạ thân người xuống squat, giữ tư thế này và mình nhón từng gót chân lên xuống ngược chiều nhau, chân phải lên thì chân trái xuống, chân trái lên thì chân phải xuống. Động tác trông có vẻ đơn giản này sẽ khiến bạn cảm thấy cực kỳ đau và mỏi đùi, phần bắp chân nữa đấy. Đừng quên là thẳng lưng, mở ngực chứ không cúi gù xuống nhé. Đau quá rồi nhưng mà đừng dừng lại mọi người ơi. Chúng ta cố thêm một chút nữa thôi nào. Mình biết là đau, mình cũng cảm thấy đau giống y như bạn á. Nhưng mà mình đã có bạn đồng hành cùng ở đây rồi. Chúng ta hãy cùng nhau kiên trì mọi người nhé. Chỉ thêm 15 giây nữa thôi. Đếm cùng mình 5 giây cuối nào. 5 4 3 2 và 1. Quá tuyệt vời luôn. Chúng ta chuẩn bị vào động tác cuối cùng này. Bật nhảy một chân ngay tại chỗ, hoặc là bạn có thể nhảy sang phải, sang trái, ra trước, về sau, gì đó cũng được nhé. Nhớ là hãy tiếp đất bằng mũi chân, không để gót chân chạm sàn khi bật nhảy nhé. Chúng ta sẽ nhảy chân phải 25 giây và sau đó sẽ đổi bên. Ok, bây giờ chúng ta đổi sang chân còn lại cùng với mình nào.
Đã hoàn thành bài tập này rồi, chúng ta tự vỗ tay chúc mừng bản thân vì đã cố gắng kiên trì trong suốt bài tập vừa rồi nào. Sau khi tập bài tập này thì bạn hãy thực hiện một vài động tác giãn cơ cho phần bắp chân để không bị căng cơ và đau nhức nhé. Chuỗi video bài tập 5 phút này vẫn còn rất là nhiều video khác ở phía trên này. Đừng quên follow thêm Instagram của mình để tham khảo thêm về một số bữa ăn eat clean mình có chia sẻ ở trên đó. Hẹn gặp lại bạn ở các video khác nha. Bye bye!